Mến chào các bạn, tiếp tục đến với chương trình Tương lai dành cho những lai con dâu chúng ta và đến đài ngày hôm nay. Sứ mệnh tiền định của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trước hết, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới và Giáng sinh đầy phước hạnh trên toàn thể các bạn, trên gia đình các bạn, trên toàn dân các bạn. Tươi trẻ, một sự vui mừng, một sự bình an, một sự thới thạnh chưa từng thấy được trên đời sống các bạn trong danh chữ Squeeze. Bạn ơi, năm 2020 đấy, các bạn còn biết nghĩ là gì không? Nghĩa là về cái gọi là sự thị giác cực kỳ là chuẩn các bạn ạ. Nên vì thế trong năm nay tôi chúc các bạn có được một cái tầm nhìn mới, một tầm nhìn cực kỳ rõ ràng, một tầm nhìn cực kỳ chuẩn. Các bạn sẽ đánh bạn nhìn thấu, tự tin đến với sự người ta nghe. Nhưng khi mà nhìn thấy đấy, lại còn hơn cả nghe nữa. Bởi vì chăm nghe không bằng một thấy đâu các bạn ạ. Khi bạn thấy đấy, thì lập tức là bạn sẽ hành động, bạn sẽ thúc đẩy bạn để hành động theo mọi sự. Nhiều điều chuyện đấy, nhưng bạn không biết hành động ra sao cả. Nhưng khi có sự sáng đến ấy, bạn nhìn thấy thì lập tức bạn biết cách thế nào hành động ra sao, bạn cách lấy nó thế nào. Có thể nhiều khái niệm định nghĩa khác bạn không biết được, nhưng khi có sự sáng đến thì bạn nhìn thấy, bạn có phương thức hành động để đạt được cái mục tiêu, đạt được cái mục đích mà bạn đang muốn đạt đến. Tôi muốn khẳng định cho bạn trong lời của Chúa Trời, nó nói trong vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Con tự mình chẳng làm được việc gì, chỉ làm điều chi mà Đức Chúa Con nhìn thấy Đức Chúa Cha làm thôi. Vì mọi điều mà Đức Chúa Cha làm, Đức Chúa Con cũng làm y như vậy. Mà tỏ cho chúng ta biết cái cách thức mà chúng ta có thể thành công được khi chúng ta nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy. Bạn có thừa nhận chúng tôi, bạn có thừa nhận với tôi rằng thời nhìn thấy giáo viên, nhìn thấy người hướng dẫn làm gì đó thì chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể nghe giảng lý thuyết rất nhiều, nhưng đến lúc hành động không hành động được. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy đấy thì chúng ta sẽ biết cách hành động. Bạn thừa nhận có điều đó không? Thế tại sao mà cái việc của bạn là chăm thấy, nhìn thấy. Vì vậy cái năm 2020 này, cái năm 2020 này, cái năm nói về cái sự rõ ràng, cái sự cực kỳ rõ ràng trong cái tầm nhìn của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy cái thấu đáo hoàn cảnh. Tài nguyên xung quanh nó ra sao để vận dụng, áp dụng cái tài nguyên đó để xử lý các nan đề của mình ra sao. Và đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, đến được kỳ diệu của dân tộc Việt Nam chúng ta bao giờ sống dưới ách móc lộ lột của quỷ cộng sản, thành ra là dân tộc Việt Nam chúng ta trong sự tối tăm mờ mịt không biết phải làm cái gì cả. Có những hành động rất là ngu dại, không biết làm cái gì cả. Chính thế mà tiếp tục bóc lột nô lệ. Nhưng năm nay, năm 2020 này sẽ mang cho dân tộc Việt Nam chúng ta một cái tầm nhìn mới các bạn ạ. Để chúng ta biết được chúng ta là ai. Dân tộc Việt Nam chúng ta biết được cơ nghiệp của mình. Dân tộc Việt Nam chúng ta biết được chính bản thân mình. Dân tộc Việt Nam chúng ta biết được những người trên văn hóa. Đó điều kỳ diệu các bạn ạ. Tại sao các bạn có thể thắc mắc rằng tại sao ông này nói gì về Đức Chúa Trời nhỉ? Bạn ơi, tôi là người tin Chúa Jesus Christ. Bản thân tôi trước đây không có tin Chúa. Tôi đã từng và là học sinh trường chuyên toán Trần Phú Hải Phòng. Khóa đầu tiên của năm kết thúc năm 89 ấy. Bạn biết không?
ở Việt Nam tôi từng ngồi sọ. Cũng hiểu rằng có một ông trời ở đấy, có một đứa bề trên nào đó nhìn thấy tất cả, và cái đấng đấy là cái đấng mà chúc phước, ban phước cho tôi. Và có chuyện xảy ra là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa trời. Ukraine là một trong 15 nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết cũ, và mới sang được một năm thôi thì Liên Xô thành trì cộng sản, thành trì xã chủ nghĩa sụp đổ một cách toàn diện. Và thời đó tôi cũng đi buôn bán như mọi người vậy, buôn vàng rồi buôn xanh, tức là đổi đô đấy, và cũng bị chấn, bị cướp. Và lúc đó có khái niệm là cần cái bảo kê nào đó, bảo kê đấy nó phải trả lại. Kê nào như thế, là chẳng có loại bảo kê nào có thể thỏa mãn được các điều kiện đó của tôi cả. Và tôi hiểu rằng phải đi thờ cúng các thần tượng nào đó, thờ cúng các bậc hiền nhân. Chuyện là có thờ, có thiêng, có kinh, có lành, mặc dù là dân trí thức thôi, nhưng mà bên trong lòng đấy vẫn cứ gọi là bí mật để mà thờ cúng các bạn ạ. Và thầm cách không hiểu bạn trong lòng thì mình đã thực sự thật tâm làm như vậy. Nhưng khi tôi thờ cúng đấy, tôi giải hạn các thứ đấy, thì tôi cứ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Và khi thờ cúng các thần khác thì tôi lại có cảm thấy sợ. Vi giải hạn đủ các trò các thứ để xem xét để cách thế nào để thoát ra cái hạn hán thế nào, nhưng mà không thoát nổi. Lúc nào cũng trong lòng mình cái canh sự sợ hãi, hết sao nọ chiếu sang kia chiếu mình. Đó là một sư của một thánh Việt Nam tại Kiev đến và nói với tôi về Chúa Jesus Christ, là cái ông thần Giêsu này là Chúa của các chúa, vua của các vua, danh của ngài là cao tất thảy mọi danh. Đấy là tò mò. Và Chúa Giêsu yêu tôi đến nỗi chết cho tôi trên thập tự giá, và tin Chúa Giêsu không mất tiền. Ô, vậy như vậy tôi tìm thấy cái ông thần Giêsu này, ông ấy thỏa mãn cho mình ba điều kiện. Thứ nhất là ông là to nhất. Tôi nghĩ là thế thì mình cũng mất thì đâu nhỉ, mình cứ thử tin cái ông Giêsu xem sao, bởi vì mình đã thờ lại Phật và các thánh khác chẳng giải quyết cái gì cả, chẳng được cái gì cả. Bạn biết không, và cái xảy ra một điều đó là tôi đến và tôi cảm ơn bạn nhé, bạn là nói nhạc ồn này. Xin lỗi bạn, âm thanh đã đủ chưa ạ? Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn các bạn đã góp ý chỉnh sửa. Và ngày kia tôi nghe, tôi bảo lái xe mình chở đến đó để mà xem họ như nào, và tôi quyết định tin Chúa Giêsu đó làm Chúa đời sống mình. Và có chuyện xảy ra nữa, và thoạt đầu tôi không tin cái chuyện có thể nghe tiếng Chúa Trời, có thể nói chuyện đối với ngài. Tại tôi nghĩ là tin Chúa Giêsu như tin đạo tin lành hay tin Thiên Chúa giáo thôi, cứ cầu nguyện khấn vái thế thôi, và Đức Chúa Trời ở đâu đó ở trên trời đó ngài nghe thấy. Chứ còn cái chuyện mà có thể nghe tiếng Chúa Trời, có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, tâm sự đối với ngài, có thể ngài có thể chỉ cho cái đường lối đó thì cùng làm việc với ngài. Cái điều đấy thì đối tôi là không tưởng nổi. Và khi ông mục sư đấy ông nói về chuyện đó thì tôi nghĩ là cái ông này là ông thực dạng là tàu hỏa nhập ma rồi, học quá hóa rồi, rồi bọn theo đạo giờ người giờ hương rồi, bữa này làm gì có chuyện đấy, hoặc là ông đấy là thực dạng là bị tự kỷ ám thị loại nặng đây để mà lừa mình đây.
Cái thời đó ở bên Liên Xô cũ ấy, có cái nhà ngoại cảm nổi tiếng tên là Kasperovsky đấy, ông ấy làm cái chuyện thôi miên, rồi tà thuật, rồi chữa lành bệnh, rồi cầu nguyện, đuổi quỷ các thứ vân vân đấy, đấy các trò đấy. Và tôi cũng ngại rằng hay là học trò môn đồ của cái ông Kaspersky sao, lỡ họ mà thôi miên mình phát thì thôi rồi, mình trí tuệ của mình sẽ lơ mơ, bởi vì lúc đó tôi là trí thức mà, thì tôi rất là coi trọng cái trí tuệ của mình để tôi hiểu nếu mất trí tuệ thì chẳng còn cái gì cả, chẳng là cái gì cả. Bởi vì lúc đó tôi có nhìn thấy một số bạn bè của tôi học cực kỳ giỏi, thế mà thời gian sau đấy anh ta bị điên, các bạn vào bệnh viện thương điên. Nếu mà mất trí thế thì thôi rồi, xong đời rồi. Vì thế tôi rất coi trọng cái trí tuệ, cẩn thận chuyện đó. Vì thế tôi không để cho người khác làm có thể kiểm soát trí tuệ của mình. Nên khi mà ai đó cứ nói tôi về đức tin, về cái tín ngưỡng, về cái thần nào đó ấy, thì tôi cũng phải sử dụng trí tuệ của mình đấy để mà xem xét tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau này tôi hiểu là Đức Chúa Trời này rất coi trọng trí tuệ, các bạn ạ, rất tuyệt vời. Các bạn biết không, sau đó thì 2 năm sau thì tôi mới nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỗ thế này, cái cô vợ cũ của tôi là người Ukraine, và chúng tôi sống cùng với nhau 5 năm chờ mà cô bị nhiễm HIV đến giai đoạn cuối mà chúng tôi không biết, các bạn ạ. Đến khi mà nghe về chuyện đó, wow, thì đúng là sẽ đánh ngang tai luôn, tôi kinh hoàng chuyện đó luôn. Cái chuyện đó tôi tưởng là thôi xong rồi, bởi vì cái 20 năm về trước đấy, cái chuyện mà chuyện mà bị nhiễm HIV đấy, bị AIDS đấy các bạn ạ, thì thôi rồi, đúng là án tử rồi. Vì thế tôi rất sợ cái chuyện xảy ra, và khi biết cái chuyện xảy ra rồi thì tôi rất kinh hoàng. Và nhưng mà tôi lại không bị lây, không bị lây nhiễm gì cả. Wow, mặc dù tuổi trẻ đấy thì các bạn biết rằng đấy, cái đời sống tình dục rất là sung sức, vậy mà không bị nhiễm tí gì cả. Và các bác sĩ chỉ có giơ tay lên trời và kêu là lạy trời, đúng là Đức Chúa Trời là đấng sống, anh có thiên sứ hộ mệnh rất là mạnh nên bảo vệ được anh. Nhưng tôi chẳng hiểu cái gì cả. Và đến khi các bạn biết không, tôi bất lực trong chuyện đó, không biết làm chuyện gì cả. Vợ cũ của tôi lúc đó thì muốn tự tử, còn tôi thì là rối rắm hết này, không biết làm gì cả. Cái nan đề quá sức tưởng tượng của tôi không biết xử lý thế nào cả. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng phải làm thật nhiều tiền để mà mua thuốc để chữa bệnh cho cô đấy, làm được tiền có thể làm được, nhưng mà lấy đâu thuốc đây, cả thế giới đang đầu hàng mà. Ô thôi rồi, thế có thể mình sẽ đi học ngành y và mình sẽ trở thành nhà dược phẩm ở đó để chế tạo ra vaccine nào diệt được cái virus HIV này đây. Thế và tôi nghĩ rằng nếu mà làm thế phải mất hàng chục năm, mà cả thế giới này bao nhiêu cái nhà y khoa đầu ngành như thế mà họ còn bó tay, bác học đầu ngành thế họ bó tay muốn chi mình là gì. Và đầu tiên trong đời tôi thấy mình thật là tồi tệ, tôi là đầu tiên trong đời tôi bắt đầu tan nát và ăn năn hạ lòng thực sự. Thì bạn biết chuyện xảy ra không, có một cái hơi ấm như ngọn lửa đấy bao phủ trên tôi này, và người tôi như nó tan chảy ra, và có một tiếng nói từ bên trong lòng nói ra: ta rất yêu con, ta có chương trình lớn trong đời sống của con, ta cho phép chuyện đó xảy ra vì con kiêu ngạo không tin đến sự chữa lành của ta. Ô, lúc đó tôi cấu mình này, tôi nghĩ hay là tôi bị ảo giác đây, thế nhưng mà vẫn đau, và có một sức mạnh huyền bí nào đó đấy kéo tôi đi đọc Kinh Thánh. Và các bạn biết không, tôi cái tiếng nói đấy, đấy giải thích cho tôi đến gần năm trời các bạn ạ. Những cái câu hỏi thắc mắc của tôi về nguồn gốc, về mọi sự đấy trước đây như thế nào, tôi tìm được câu trả lời các bạn ạ. Ô, với tiếng nói tuyệt vời, đó là tiếng của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Bạn ơi, Đức Chúa Trời rất là yêu các bạn. Đức Chúa Trời có chương trình lớn không chỉ là sống cho tôi thôi mà đời sống cho các bạn nữa, bề trên đấy các bạn ạ, rất yêu các bạn. Vì thế cái sứ mạng tiền định của dân tộc Việt Nam chúng ta ấy, đó tôi nhận được các bạn ạ, tôi nhận được từ bề trên, tôi nhận được từ đấng tạo hóa. Bạn biết rằng sứ mạng của một dân tộc đấy nó cực kỳ quan trọng, nó hơn cả sứ mạng của một con người, bởi vì một dân tộc đấy nó còn bao gồm toàn thể những cái cá thể cá nhân con người trong dân tộc đó cấu thành lại, và sứ mạng của dân tộc đấy nó sẽ hòa hợp của tất cả sứ mạng của những cái thành phần. Các bạn biết không, đấng tạo hóa đấy là đấng khôn ngoan, bất kể người làm chuyện gì đấy cũng có thiết kế rõ ràng cụ thể. Bạn là nhà thiết kế mẫu, bạn là nhà xây dựng, nhà kiến trúc sư, thì trước khi mà xây dựng ra một công trình nào đó bạn cũng đều phải có bản thiết kế, đúng không? Cũng vậy thôi, còn hơn thế nữa, Đức Chúa Trời trước khi sáng tạo lên cả thế gian này, Ngài có bản thiết kế các bạn ạ, cho từng tạo vật một, và lời Chúa trong Kinh Thánh khẳng định điều đó. Bạn phải thắc mắc tại sao tôi lại tin vào Chúa Giêsu, tại sao có rất nhiều thần thế kia, tại sao không tin, tại sao tôi lại đổi đạo hay sao?
Ồ, bạn ơi, nếu bạn mà nghiên cứu lại về lịch sử các loại tôn giáo trên thế giới và nói đúng hơn lịch sử các đức tin thế giới thì bạn nhìn thấy Chúa Giêsu là Chúa các thần, là nó có thể nói về gọi là tin lành, gọi là cải chánh hay là Thiên Chúa giáo các bạn ạ, thì ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bởi tất cả hầu như tuyệt đại đa số tất cả các nhà Bác học nổi tiếng thế giới đều tin Chúa Giêsu các bạn ạ. Chỉ có một số cực kỳ ít cái nhà Bác học nào đó mà không phải khoa học lỗi lạc thì mới không tin Đức Chúa Trời thôi, còn tất cả các nhà hiền triết đều tin vào Đức Chúa Trời các bạn ạ. Và ngay cả cái nền văn minh mà chúng ta đang sống ở thế kỷ này đấy, nó là hệ quả tuyệt vời của các cơ đốc nhân, của những người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu chuộc sống mình, thí dụ như là Thomas Edison, thí dụ như là Isaac Newton, rồi Einstein các bạn ạ, rồi nhiều cái nhà bác học nữa như Mendeleev, rồi Pascal, đủ các thứ các bạn ạ, đều như vậy cả. Và các bạn để ý thấy những quốc gia mà họ hùng mạnh trên thế giới đấy là quốc gia tin nhận Đức Chúa Trời các bạn ạ. Ồ, chính vì cái niềm tin vào đấng tạo hóa đấy mới giúp cho họ trở nên một quốc gia đứng đầu trên các quốc gia khác. Chúng ta có thể lấy hai thí dụ, hai dân tộc rất là lâu đời và rất là mới, đó là Hoa Kỳ và Israel chẳng hạn đấy. Bạn thấy chưa? Những cái cường quốc tuyệt vời như vậy, bao nhiêu cái vị trí đầu tàu trong nền kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, các bạn khoa học đấy, đều họ đều nắm gần hết. Các bạn có để ý, các bạn có thể hỏi câu hỏi đó không? Và dân tộc Việt Nam chúng ta ấy, là một dân tộc cực kỳ tuyệt vời. Nếu bạn để ý thấy, dân tộc Việt Nam chúng ta đấy không phải tự dưng mà có những cái phát biểu mà các bạn có thể cười về những phát ngôn tưởng như bừa bãi của các vị nguyên thủ quốc gia hay các vị thủ tướng đâu. Các bạn không phải đâu. Cái chuyện nào là cả thế giới đang ảm đạm nhưng mặt trời thì tỏa sáng tại Việt Nam, nào là Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp, nào Việt Nam sẽ trở nên là gương sáng cho thế giới, đủ các thứ đấy. Cái chuyện đấy là chuyện có thật các bạn ạ, chuyện chuyện thực sự. Bạn nếu bạn mà nghiên cứu trong Kinh Thánh đấy, bạn sẽ thấy điều đó là có thật các bạn ạ. Nếu chúng ta để ý thấy trong Kinh Thánh, khi mà Đức đấng tạo hóa đấy, Đức sai Chúa Jesus Christ xuống thế gian để chết thay cho chúng ta, mà Ngài bị đóng đinh thập tự giá, thì cái vị gọi là cai phe, là thầy cả thượng phẩm thời đó, đã nói tiên tri về Chúa Jesus Christ là thà một người chết vì mọi về toàn muôn dân còn hơn, nên họ đồng ý đóng đinh Chúa Jesus, mà họ không biết, không không có nhà nhận thức được cái câu nói đó của họ các bạn ạ. Bởi vì là họ đã được Đức Chúa Trời đặt để cho phép trong cái cương vị đó, mặc dù họ có thể là trái lại lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng vì Đức Chúa Trời đặt để, họ sẽ trả lời trước mặt đấng tạo hóa, trước bề trên, trước đấng tối cao, nhưng họ vẫn nói ra cái câu việc gì đó. Bởi vì miệng của quan đấy, trong Kinh Thánh có khẳng định đấy, miệng của vua đấy, miệng người không sai lầm khi xét đoán, không sai lầm đây là cái chuyện là lời Chúa sẽ nói một cách có thể là vô ý thức hoặc là có ý thức qua môi miệng của cái ông vua đó mà ông vua đó không biết. Cũng như vậy thôi, cái vị tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản tại Việt Nam đấy các bạn ạ, cái đầu thứ bảy đấy, ông ấy đã nói rằng là mặt trời tỏa sáng tại Việt Nam. Chuyện có thật các bạn ạ, tức là Đức Chúa Trời ấy, Ngài đang thăm viếng dân tộc Việt Nam chúng ta. Và năm 2020 này, như tôi đã nói, nhắc lại các bạn đấy, 2020 đấy, tiếng Anh đấy có nghĩa là cái tầm nhìn thị giác cực kỳ là tuyệt chiêu, cũng như là ở Việt Nam là 12, thị giác 12 trên 12 đấy, mắt 12 trên 12 đấy, ta nhìn rất rõ, nhìn rất xa và phân biệt được cả độ sâu, thì phân biệt được các màu sắc thế nào đó, nhìn xa nhìn gần, rồi cả nhìn cả hình nổi, nhìn cả hình về không gian, nhìn cả về bên cạnh, góc cạnh, nhìn thẳng góc cạnh nữa, đều nhìn thấy được. Thì là cái tầm nhìn 2020 đấy, là cái tầm nhìn của cái năm này các bạn ạ. Nên nguyện các bạn phải nhìn thấy cái điều này để trên đời sống của chúng ta đấy và dân tộc chúng ta được thay đổi một cách toàn diện các bạn nhé. Và sứ mạng tiền định của dân tộc Việt Nam chúng ta, như tôi đã nói với các bạn ấy, sứ mạng tiền định dân tộc Việt Nam chúng ta đều phải liên kết với đấng bề trên, đấng tạo hóa của muôn vật. Và đấng tạo hóa đó, tôi đã gặp được đấng tạo hóa đó các bạn ạ, và tôi đã nhận được cái bản thiết kế về sứ mạng tiền định của đấng tạo hóa đó dành cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Tất nhiên ngay lập tức tôi không nhận được, đầu tiên tôi nhận được cái bản thiết kế của Đức Chúa dành cho bản thân tôi trước đã các bạn ạ. Đó là thế nào, khi mà tôi tiếp nhận Chúa Giêsu đấy, thì trước khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu, từ cái thời nhỏ ở Việt Nam, từ hồi nhỏ đấy, tôi đã có cái mong muốn làm sao cho nhân dân ấy được ấm no hạnh phúc các bạn ạ.
mặc dù tôi được bị dạy, bị nhồi sọ thế, nhưng cái chuyện mà yêu nước, yêu tổ quốc, yêu dân tộc đấy, nó trong tôi, nó hình thành trong tôi. Và tôi là nạn nhân và cũng là nhân chứng của những sự mà đói khát trầm trọng cái thời bao cức tem phiếu, thời cộng sản thời đó các bạn ạ. Nên là cái lòng mong muốn mãnh liệt để thoát ra khỏi nghèo đói này, mong muốn để cho không chỉ mình được no ấm hạnh phúc thôi đâu, mà cả dân tộc Việt Nam của mình được no ấm hạnh phúc đấy. Cái mong muốn nó ở trong tôi, nó hình thành trong tôi lúc nào đó từ hồi nhỏ. Nên khi mà tôi ra nước ngoài để học hành các bạn ạ, thì đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng là mình học thật giỏi, mình học thật tốt đi thì sẽ là cái chìa khóa để mà giải phóng dân tộc mình, để mà cho dân tộc Việt Nam chúng ta được có những ấm no hạnh phúc. Nhưng bạn biết không, một thời gian sau tôi mới nhìn thấy cái điều này. Cha mẹ của bạn bè tôi đấy, họ có thể giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ. Nhưng đến khi họ về hưu các bạn ạ, thì cái chế độ đó đưa họ về hưu và nhét vào miệng họ một cái khoản tiền nhỏ nhỏ gọi là lương hưu, đuổi họ về vườn và lôi từ họ những cái thế hệ con cái họ ra để làm việc tiếp. Và đó tôi bắt đầu tôi nhìn thấy điều này. Wow, cái chuyện thực tế, chuyện này xảy ra đây. Hóa ra chúng ta chỉ là con tốt trong bàn cờ, chúng ta chỉ là những cái con ốc vít nhỏ nhoi đó trong cái cơ chế bộ máy nào đó thôi. Có kẻ nào đó, có thế lực nào đó, nó đi cái bàn cờ đó, nó điều khiển cái cơ chế bộ máy đó. Nếu mà mình là con tốt, mình có thể lên mã, lên xe, thậm chí lên tướng nữa, nhưng nó đều có cái hạn chế nào đó mà không vượt qua nổi được. Thậm chí cái kẻ mà nó đi đấy, nó không thích cờ tướng, nó chơi cờ vua, không thích cờ vua, chơi cờ tây, chơi cờ người, đủ đủ các thứ, nó vất hết đi. Thì lúc đó tôi nghĩ là wow, thế hóa ra là có một thế lực đó điều khiển. Thế làm sao mà mình có thể thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này? Như vậy kể cả các học vấn cao siêu thế nào trong nữa đấy, cũng chỉ là nô lệ thôi. Và tôi mới nhìn thấy một cái thực sự cay đắng này, là các trường đại học nổi tiếng thế giới đấy, thì họ đào tạo ra những nhà chuyên môn rất giỏi, nhưng chỉ là những kẻ làm thuê các bạn ạ. Tuyệt đại đa số như thế là chỉ làm thuê, họ chỉ đào tạo ra những chuyên môn cao cấp thôi các bạn ạ. Mà trong đó có ít nhất 5 cái hướng phát triển của một cá thể con người, để từ con người nhân cách khỏe mạnh để xây dựng một quốc gia hùng mạnh, thì trong đó về chuyên môn nó chỉ là một lĩnh vực thôi. Wow, thì lúc đó tôi mới hiểu rằng như vậy là mình phải tìm ra cái lối thoát ở đó cho dân tộc mình đi thôi, như thế không ổn. Và lúc đó trong thâm tâm tôi đấy là tìm cách là cầu trời rồi lại ABC đủ đủ các thứ để mà xem là có cách thức nào đó để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, làm thế nào đấy để cho mình học được cái điều gì đó mà không phải để đi làm thuê, không phải đi làm mướn, không phải trở thành một cái kẻ nô lệ, cái chuyên gia cao cấp để làm thuê trong cái chế độ, làm thuê cho cái cơ chế nào đó, để cuối cùng khi mà cái chế độ đó nó bòn vót hết tất cả tài nguyên của mình, nó vắt kiệt tài nguyên của mình rồi, thì nó quẳng mình về vườn và nó lại lôi hết tất cả con cái còn mới tinh, còn tơ non của mình ra để khai thác tiếp, và cứ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Nuôi to về cách nào đó để mà thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, để mà đưa dân tộc Việt Nam chúng ta ra khỏi cái vòng kìm kẹp này và đến một nơi hạnh phúc thực sự. Lúc đó tôi đặt câu hỏi như vậy đấy. Lúc đó tôi cũng tìm hiểu một số loại triết học, một số loại tôn giáo, không tìm được các bạn. Đến nhưng khi mà va chạm vào gọi là Jesus Christ, là chân lý đấy, tôi wow, đây rồi, thử xem. Tôi thử xem các ông Jesus có phải chân lý không. Nếu mà chân lý thật thì tôi sẽ tin. Và tôi như tôi đã nói các bạn ấy, và tôi đã tin nhận Chúa Jesus về chuyện đó, và tôi đã thử nghiệm Chúa Jesus thật là Ngài, có thật là Chúa, các thật là to nhất, Ngài yêu tôi và tin Ngài không mất tiền. Khi tin Ngài đấy là Ngài làm lễ để tiếp nhận tôi. Đó một cái điều kỳ lạ hẳn, khác hẳn hoàn toàn với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác đấy thì muốn nhập đạo họ đấy phải làm lễ để tiếp nhận cái tôn giáo đấy của họ, tiếp nhận cái đạo đó. Nhưng mà khi tin nhận Chúa Giêsu đấy thì chuyện khác hẳn các bạn ạ. Mà đứng tạo hóa đấy làm lễ để tiếp nhận tôi, tiếp nhận cái người tin nhận Chúa Giêsu. Wow, thật là một sự khó hiểu, đúng không các bạn? Một đấng tạo dựng nên cả thế gian này, tất cả thời gian không gian, mọi tạo vật đấy đều trong tay của Ngài, đều tạo vật của Ngài hết. Vậy mà Ngài hạ mình xuống để làm lễ, để tiếp nhận bạn, tiếp nhận những người tin nhận Ngài Chúa của đời sống mình. Wow, thật là tuyệt vời. Tại sao như vậy? Hóa ra là Ngài yêu chúng ta các bạn ạ. Cái chuyện Giáng sinh mà hàng năm chúng ta hay tổ chức, rồi cả Phục sinh nữa mà chúng ta tổ chức, và kể cả cái lịch dương lịch mà chúng ta đang nói đây, đó nói về cái chuyện mà sự đến Giáng sinh Chúa Jesus đã chia lịch sử đấy, chia dòng lịch sử ra làm hai phần, một phần là trước Giáng sinh và sau Giáng sinh, sau khi Chúa Giêsu xuống thế giới làm người, và trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người mà chúng ta gọi là trước Công nguyên và sau Công nguyên đó, đó chính là thế đấy các bạn ạ. Ngay cả ngày Chúa Nhật đấy cũng là cái chuyện Chúa Nhật, có nghĩa là ngày
làm nên thánh để mà thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ các bạn ạ. Nó là như vậy. Rất nhiều điều khác nữa. Và khi mà tôi bắt đầu tìm hiểu về Chúa Jesus, tôi tìm hiểu và tôi đọc Kinh Thánh các bạn ạ. Khi tôi đọc Kinh Thánh và có rất nhiều thắc mắc xảy ra trong đó. Và khi như tôi đã nói đề cập các bạn ấy, Đức Chúa Trời đã nói chuyện với tôi nghe được tiếng của Ngài các bạn ạ. Và lúc đó Ngài giải thích cho tôi rất là những điều kỳ diệu và nhiều câu hỏi tôi đặt ra về nguồn gốc của loại tôn giáo, về con người là gì, sứ mạng con người là sao, thiên sứ là gì, bản chất thế nào, tại sao, những câu hỏi gì mà trước đây tôi làm nhà trí thức mà tôi ra câu hỏi các mục sư không thể giải thích nổi cho tôi được các bạn ạ. Gọi là cái kiến thức thần học đương đại đấy không giải thích nổi, không thể giải thích nổi các bạn ạ. Cứ nói chung chung, nói rất là trừu tượng, không có cái logic cái gì cả. Và tôi nói thế, đối với hội ABC thì họ tin được, nhưng mà đối với trí thức ấy không thể tin được. Tôi không chấp nhận được chuyện đó, tại vì trí thức, cái trí tuệ của tôi đấy, nó không phải là cái đồ rẻ tiền, cũng như của các bạn ấy, không phải đồ rẻ tiền để mà có thể làm chơi được. Và các bạn biết không, và Đức Chúa Trời Ngài giải thích một cách rất là cặn kẽ, tỉ mỉ, tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời các bạn, cực kỳ cao siêu. Ngay cả cái từ logic đấy các bạn ạ, từ logic ấy nó xuất phát từ cái logos, mà logos có nghĩa là lời của Chúa Trời các bạn ạ. Tức hóa ra logic đấy, cái từ logic đấy, cực kỳ, mà cái tư duy logic trừu tượng đấy nó xuất phát từ lời của Chúa Trời. Và khi mà nghiên cứu Kinh Thánh ấy, tôi mới thấy hóa ra tất cả, tuyệt đối tất cả những tinh hoa nhân loại đều lấy từ tài Kinh Thánh. Tôi thách các bạn, bạn cứ tìm ra bất kể một cái tinh hoa nào mà nhân loại đang sùng bái, đang thần tượng, thì tôi đều chỉ ra cho bạn, đều cho Kinh Thánh, đều có hết sạch các bạn ạ. Wow, hóa ra cái cuốn Kinh Thánh này, tại sao cái cuốn Kinh Thánh từ Vô Tri Vô Giác này mà được dịch ra hơn 2.000 thứ tiếng khác nhau trên thế giới, ấn bản kỷ lục khắp thế giới, mà lịch sử của Kinh Thánh bị diệt, bị phá bao nhiêu, thế mà vẫn cứ tồn tại, phát triển. Wow, hóa ra là như vậy. Và vì thế cái điều đó nó thúc đẩy tôi phải nghiên cứu Kinh Thánh cách tỉ mỉ hơn, rõ ràng hơn. Và chính vì quá trình nghiên cứu Kinh Thánh ấy, tôi phát hiện ra được số phận tiền định bản thân của mình và số phận của dân tộc mình nữa các bạn ạ. Và tôi kể qua cho bạn khi mà tôi cái hoàn cảnh mà tôi tiếp nhận được cái số phận tiền định của tôi ra sao. Đó là khi mà tôi đến với đại sứ quán nước trời ân phước cho dân tộc, hội thánh, mà đây hội thánh, mà cái logo đây các bạn này, đây đấy, cái logo đây đây, các bạn thấy cái logo chưa, tức là đại sứ quán tiếng Nga ân phước của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc đó. Và đây là cái thì nhỉ, gọi là tron tiếng Việt là gì nhỉ, cái ngai vua các bạn, cái mão miệng đấy, mão miệng, mão chủ thiên đấy, phủ trên đây để nói sự vinh hiển đấy, vinh hiển Đức Chúa Trời Ngài trên chúng ta các bạn ạ. Nhưng Ngài ấy muốn trao mão miệng, mão chủ thiên cho mỗi chúng ta để chúng ta cai trị ở trong cái miền đất mà Ngài gọi chúng ta đến, gọi là cái sứ mạng tiền định của chúng ta, gọi là cái miền đất hứa của chúng ta đấy các bạn ạ. Đó là cái sứ mệnh, là số phận của chúng ta đấy, số phận đã tiền định trên các tầng trời bởi bề trên đấy các bạn ạ. Đó. Thì các bạn biết không, trong lòng của tôi thì gọi là được thúc đẩy với sự mà gọi là yêu nước các bạn nhé, và mong mỏi tìm cái câu trả lời để thoát khỏi cảnh đói nghèo, để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn là làm nô lệ thế này. Và lại tôi muốn tìm chân lý, và chính cái chuyện đó thúc đẩy tôi tìm kiếm, tôi trả giá các bạn ạ. Và khi tôi đến hội thánh này, trước đó tôi tin ở hội thánh Việt Nam các bạn, thế nhưng mà cái giáo lý thần học từ đó nó không trả lời cho tôi được những cái câu hỏi mà tôi thắc mắc các bạn ạ. Và khi cái chuyện xảy ra là đảo chính trong hội thánh các bạn, khi mục sư của tôi về với Chúa, mất với Chúa, và tôi là trợ lý mục sư, tôi được quyền tiếp quản chuyện đó, thế nhưng có sự đảo chính xảy ra, đó là chuyện đau lòng nhưng tôi không nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà chuyện rất tuyệt vời, chính cái chuyện đảo chính đó đã thúc đẩy tôi đấy để mà đưa cái phần lõi của hội thánh ấy vào gia nhập với hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước trong dân tộc, là cái hội thánh sứ đồ thuộc dạng là nổi tiếng và ảnh hưởng nhất thế giới. Và cái phong trào phục hưng ấy mà xuất phát từ hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước dân tộc đã lan sang cả Hoa Kỳ các bạn ạ. Và ngày hôm nay Donald Trump ấy là một trong hệ quả chuyện đó các bạn ạ. Đó là thực tế các bạn ạ. Các bạn có tin không tin đấy chuyện của các bạn thôi, nhưng đó là thực tế rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Khi tôi sang đến hội thánh này thì các bạn biết câu chuyện gì đó không? Hội thánh nó đầy rẫy nhưng gọi là thần của sự khôn sáng, thật sự tỏ ra các bạn ạ, thần linh sự bày tỏ, thần linh sự khôn ngoan, nó cứ đầy ra luôn. Và cái lúc đấy tôi cứ nhìn thấy nhiều, thấy cái sự hiện thấy, cái sự giải thích rất là cặn kẽ, sự học hành các thứ rất là chuẩn mực các bạn ạ. Không phải học hành con cá chú, không phải đến hội thánh để mà cứ cầu nguyện thế này xong mình ngã, xong cầu nguyện chữa lành thế là đuổi quỷ, cái chuyện lăn vặt các bạn ạ, cái chuyện quá lăn vặt cho trẻ con, mà học được một cách thay đổi tư duy mình,
cái điều mà con người rất là quý đó là cái trí tuệ đấy các bạn, trí óc đấy, trí tuệ đấy, mà cái sự khôn ngoan đó mà các vua trong Kinh Thánh có nói ấy, các vua lãnh đạo thế gian này, cai trị thế gian này bằng sự khôn ngoan đấy, và sự khôn ngoan đó nó là nó mang cho hệ quả, nó cai trị cả thế giới này ấy, các bạn ạ, nó mang chúng ta những cái nền văn minh thế giới bằng sự khôn ngoan đấy đó. Thì Hội Thánh nó dạy dỗ phát triển trí óc của mình, phát triển khôn ngoan của mình để phát triển ra những cái tư duy sáng tạo, tư duy logic, tư duy phân tích, tư duy tổng hợp, tư duy gây dựng các bạn ạ, đủ đủ các thứ để mà có được cái chuyện đó. Wow, và được dạy dỗ như vậy. Bạn ơi, lại cộng thêm cái thần của Chúa nữa. Tôi nhận được cái bài tập nhắc lại các bạn nhá. Tôi được nhận trong hoàn cảnh nào. Lúc đó tôi cũng đi gọi là sát khát khao gọi là truyền giáo, giảng tin lành cho mọi người ở thành phố Kiev lắm các bạn ạ. Đi đâu cũng giảng thôi. Và bất chấp tất cả thời tiết khó khăn thế nào đấy, bị ốm, đau thì mắc ạ, vẫn cứ đi làm xong rồi, giảng là cứ thế thôi. Và lần tôi bị ốm, cứ đi tiếp, lại ốm tiếp, lại cứ đi tiếp, lại ốm tiếp. Và bị viêm phổi các bạn ạ. Viêm phổi nặng đây. Và đến bác sĩ thì kiểm tra bị nặng và họ mới muốn điều trị tôi, nhưng bệnh viện lúc đó nó quá tải rồi và họ đề nghị tôi là điều trị ở nhà hoặc là ra bệnh viện khác hoặc là ở nhà. Nhưng tôi quyết định ở nhà, tôi không quyết định là không điều trị theo cách của bác sĩ mà tôi chỉ cầu nguyện thôi. Bởi vì cái chuyện mà cầu nguyện là chữa lành ấy, Hội Thánh chúng tôi được dạy nó quá đơn giản các bạn, trong đức tin ấy quá đơn giản. Vì vậy mà khi bị viêm phổi như vậy ấy, tôi mới cầu nguyện và chữa cầu nguyện ấy. Và các bạn biết chuyện gì không, ban ngày thì tôi sốt đến 41-42 độ C các bạn ạ, cơm hợp sốt thế này thôi. Ban đêm thì tôi tỉnh táo một chút và có sự hiện ra trong tâm trí tôi đấy, trong lúc tôi cầu nguyện ngợi khen Chúa, trong cầu nguyện khóc với Đức Chúa Trời về dân tộc Việt Nam, về số mạng thiên định dân tộc Việt Nam đấy các bạn ạ, về số phận của dân tộc Việt Nam ấy. Nuôi tôi chưa biết số phận dân tộc Việt Nam như nào đâu, tôi chỉ muốn dân tộc này được cứu, dân tộc này được hùng mạnh, dân tộc này được cường thịnh, được hạnh phúc, thế thôi. Và lúc đó tôi diện thấy nó cứ tỏ ra thôi, và tôi chép lại, nó quá sức tưởng tượng của tôi, những con số, những cái hình thù đấy tôi chẳng hiểu cái gì cả, nhưng tôi cứ ghi chép lại. Các bạn biết không, khi tôi ghi chép xong đấy thì hết sốt luôn và hết luôn cả viêm phổi các bạn ạ. Đó đều kỳ diệu đó. Và trong cái sự hiện thấy như nào tôi sẽ kể cho bạn tiếp theo đây. Sẽ hiện thấy thế này, tôi rất yêu dân tộc Việt Nam tôi và tôi khát khao để dân tộc Việt Nam tôi được cứu, được hùng mạnh. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã khẳng định những cái thời kỳ mà dân tộc đau thương và cũng khẳng định cả những giai đoạn mà dân tộc rất là hiền hách. Không thể đơn giản như vậy. Và khi tôi cầu nguyện dân tộc đấy thì Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi về cái lá quốc kỳ của dân tộc. Từ lúc đó thì tôi lấy quốc kỳ mà các bạn mà lúc đang sử dụng thịnh hành là quốc kỳ và cờ đỏ sao vàng các bạn ạ. Tất nhiên các bạn có thể nói về các quốc kỳ khác, đấy là cái đề tài khác, các quốc kỳ về của Việt Nam Cộng Hòa các bạn ạ. Nhưng các bạn để ý đấy, đều chỉ có hai sắc màu, đó là màu đỏ và màu vàng các bạn ạ. Và Việt Nam Cộng Hòa Xã hội Chủ Việt Nam đấy thì cũng như vậy. Thế nhưng mà lúc đó các bạn biết không, thì lúc đó tôi mới cầu nguyện thế này, cầu nguyện đất nước được cứu, cộng sản mới sụp đổ, quỷ cộng sản bị diệt. Cái thời đó đã biết rồi nhé, Chúa đã tỏ ra cộng sản con quỷ để mà diệt nó rồi. Và lúc tôi nghĩ là lúc Đức Chúa Trời mới cho hiện ra một hình ảnh cái quốc kỳ và Chúa bảo con hãy suy nghĩ cái quốc kỳ này đi, ta sẽ dạy, ta sẽ chỉ cho con đời sống con qua cái quốc kỳ này. Thì lúc đó tôi thắc mắc với Chúa ơi, nhưng mà cái quốc kỳ là quốc kỳ của cộng sản Chúa ạ. Ngài biết đấy, cộng sản là con quỷ khát máu, nó giết người, nó cướp của, nó làm giết dân mình và giết đất mình bao năm nay, cả thế giới đều biết cả. Tại sao Ngài lại bảo con sử dụng cái quốc kỳ này? Con mà sau này đất nước thay đổi, chúng con sẽ thay quốc kỳ. Đức Chúa Trời bảo chuyện là chuyện tương lai, sẽ tính đến sau. Còn bây giờ con suy gẫm về lá quốc kỳ này. Chúa bảo tôi bảo thưa Chúa, con có thể là vẽ thêm một hình con cá vào đây, nói về Chúa Jesus Christ là Chúa được không? Chúa bảo không cần, con suy gẫm lá quốc kỳ đi. Bởi vì lời Chúa nói rằng phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ tỏ cho con các nẻo. Wow. Và tôi suy gẫm, quốc kỳ là cái gì? Cái cờ đỏ sao vàng này. Và tôi mới mở bệnh khoa toàn thư ra xem nghiên cứu quốc kỳ. Ai cha cha. Xem là rõ hơn tí nữa. Mấy cả thời học sinh đã được dạy đây thôi. Nào là ngôi sao bằng 5 cánh về cái 5 cái tầng lớp đấy. Các bạn chúng ta hiểu đấy. Rồi máu của các người cộng sản đổ ra cho tương lai dân tộc. Ôi. Cái gì này? Không được. Con cũng thích cộng sản. Đúng, người cộng sản con phải diệt. Nhưng người cộng sản con phải yêu thương.
Nhưng mà ngó nghĩ về Chúa thì lúc đó Chúa tỏ ra, còn biết không, cái màu đỏ đấy không phải huyết cộng sản đâu, cái màu vàng đấy, cái màu của lửa các bạn, của con ạ. Con suy gẫm đi. Ở đây con nói rằng cái mùa gặt, cái ngọn lửa của mùa gặt, ngọn lửa Đức Thánh Linh, ngọn lửa ta đổ xuống, cái ngôi sao vàng năm cánh, nói về cái ngôi sao như ngôi sao Bethlehem đấy, ngôi sao khi mà chúng ta nói về ngôi sao sáng đấy, chúng ta nói về cái gì đúng không, sự bùng nổ, sự một cái sự mà vinh hiển của đó, ngôi sao Việt Nam đấy, nó được đặt nền tảng trên huyết của Chúa Jesus Christ đã đổ ra. Thì lúc đó tôi, Chúa ơi, nhưng mà đây là huyết cộng sản của Chúa. Không, huyết của ta, bởi tất cả mọi sự là của ta. Quỷ cộng sản nó chẳng có gì cả, ma quỷ nó chẳng có cái gì cả, nó chỉ ăn cắp của ta mà thôi, nó chỉ ăn cắp thôi. Tất cả các màu, tất cả các sắc, tất cả cái gì là của ta, ma quỷ nó lấy và nó modify đi, nó nói là của nó. Nó là kẻ chiếm hữu bất hợp pháp, nó là kẻ chủ bất hợp pháp trên thế gian này, bởi sự ngu dại của con người, các con, mà đã chuyển giao cái quyền lực, cái thẩm quyền quài cai quản thế giới này cho ma quỷ. Nên vì thế ma quỷ nó mới có quyền lực đến bây giờ. Chứ nó không có gì cả, nó chỉ kẻ lừa dối thôi, nó chỉ là kẻ tạo vật đáng thương hại, rất thảm thương mà bị diệt. Các bạn cứ dập như đập con ngoé vậy, các bạn dập như con rán, pét vào con quỷ nó dụng thôi mà. Đuổi quỷ nó dễ lắm các bạn ạ, đuổi quỷ nó dễ lắm, đuổi quỷ trừ tà đấy các bạn, dễ lắm. Ngày xưa tôi không hiểu cái chuyện đấy, tôi cứ tưởng nó có ở Việt Nam thầy pháp sư nó đưa quỷ trừ tà xong sao mà gớm thế. Nhưng không có tin Chúa xong tôi bảo wow, dễ không mà, bạn ai có thể đuổi được quỷ, miễn là tin được ngài, miễn là tin Chúa Giêsu thôi. À, bạn biết không, là khi khi đó bảo tôi suy nghĩ và Chúa nói rằng con thấy chưa, trên nền tảng là huyết máu của Chúa Jesus Christ là của ta đổ ra. Sự phấn hưng rồi phục hưng của dân tộc Việt Nam được đảm bảo trên chuyện đó. Và cái ngôi sao vàng ở giữa, chính giữa, nó không phải ở góc, nó không phải ở góc cạnh, nó ở chính giữa. Nó nói rằng cái tâm điểm nó bùng nổ, cái sự phục hưng, phấn hưng đó nó bùng nổ từ bản thân con người. Nó từ bên trong cái người đấy, nó không chờ đợi sự can thiệp ở bên ngoài. Tại vì cái nền tảng ở bên ngoài đã được đảm bảo bởi huyết Chúa Jesus đổ ra rồi. Và bây giờ là phải tự mình mà bùng nổ ra. Wow, hóa sự phục hưng này là nỗ lực của mình kết hợp với sự trợ giúp của bề trên đấng tạo hóa. Đó, nỗ lực của mình cần phải bùng ra, bùng ra, bùng ra, bùng ra, bùng ra. Không chờ đợi vào các thế lực bên ngoài. Và Đức Chúa Trời bắt đầu, tôi suy ngẫm về cái hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh đó. Và các bạn thấy chuyện này, tôi kể cho bạn. Cái ngôi sao vàng năm cánh đấy, các bạn hình dung được chưa? Cờ đỏ nhá, sao vàng giữa nhá. Thì cái ngôi sao, bắt đầu tôi mới, trong sự hiện thấy, tôi nhìn thấy cái ngôi sao, nó nhấc lên này, đấy, nó trở thành một cái hình ngũ giác các bạn, trở thành một cái khối kim tự tháp, cái kim, cái khối đa giác thế này, đấy, khối đa giác như thế. Và cái mô hình rằng Đức Chúa Trời là ở trên, còn tôi là cái hình chiếu ngài phía dưới. Và trên cái mô hình ngôi sao năm cánh đó, các bạn ạ, mô hình đó, Đức Chúa Trời ngài đưa cho tôi một cái mô hình về mục đích, về chiến lược, về ảnh hưởng, về tài nguyên, về chiến thuật, các bạn. Và trong từng cái phần mục đích, chiến lược, tài nguyên, ảnh hưởng, chiến thuật đó lại có 5 hướng nhỏ tiếp theo, các bạn ạ. Cái quá trình để mà gây dựng con người từ số 0 đấy cũng 5, các bạn ạ, 5 cái hướng phát triển con người một cách toàn diện để trở thành một người vĩ nhân, thiên tài, kiệt xuất từ số 0 cũng là 5. Thế phải các bạn, cụ thể tôi sẽ bật mí sau từ cái phần 1. Và cái đề tài mà tại sao tương lai Việt Nam tôi đánh dấu 00, bây giờ hôm nay 0040 mà, tức là tôi đang có trong tay và là số tài liệu với khoảng hơn 400 đề tài khác nhau. Và mỗi đề tài có thể chia ra làm từ 25 đến 30 hoặc là 40 cái bài bài chia sẻ nhỏ. Như vậy là hơn 10.000 bài giảng các bạn. Hơn 1.000 bài giảng. Vì thế tôi đánh số như thế các bạn hiểu, tại vì tôi không phải ngu để mà đánh cái con số gọi là vô thức đâu các bạn ạ. Và cái cách thức để mà đưa, để chuyển giao cho bạn các công việc đó. Nhưng tất nhiên ở cái địa vị hiện tại về vật lý tôi không chuyển giao được các bạn ạ. Nhưng
ở cái địa vị khác, mà trong cái sắp tới, trong cái tương lai gần, tôi sẽ chuyển giao được các bạn một cách hệ thống, một cách gọi là tối ưu nhất trên đời sống của chúng ta. Thì khi tôi thấy, tại vì tôi, Đức Chúa Trời, Ngài sử dụng cái mô hình toán học như thế cho tôi, bởi vì tôi là dân chuyên toán, nên vì thế Đức Chúa Trời Ngài sử dụng cái ngôn từ đấy của toán học để cho tôi hiểu các bạn ạ. Và khi tôi thấy cái hình ảnh tượng ra rồi, và cả con số nữa, tôi có thể chưa nói các số, con số bạn, con số là đào tạo ra những lãnh tụ của trong các lĩnh vực các bạn ạ, như thế nào, 603.550 người, tôi nói thẳng luôn các bạn ạ. Ở trong Facebook của tôi đã nói về chuyện đấy rồi đấy, mà kẻ rất nhỏ chọn chẳng 1.000, kẻ hèn nếu mà rất mạnh đấy, nên là từ đó sẽ ra được ít nhất là 603.550.000 người khác nhau một cách. Và cái cách thức để đoạt được con số 603.550.000 người như thế nào, đó một cách thức khác nữa, tất cả đều có công thức hết các bạn, đều có thực hành được hết. Trong Kinh Thánh dạy ra từng chi tiết một để có thể đạt được mục tiêu đó các bạn, đã làm hết. Và cả cuộc đời tôi, năm nay tôi 47 tuổi, và tôi đã dành khá nhiều thời gian để mà làm chuyện đó. Tất nhiên tôi không trở thành cái vĩ nhân như là cái mong muốn mà tôi ước ao, như là cái điều mà tôi quá ước ao đấy. Nhưng ấy, tôi có thể chuyển giao được cho các bạn, để các bạn trở thành những cái người rất đặc biệt, những thế hệ trẻ trở thành những cái thiên tài mà các bạn ước ao. Bởi các bạn không phải tốn hàng chục năm nghiên cứu miệt mài nào đó để có được kinh nghiệm này, để có được cái sự bày tỏ này. Và khi tôi nhận được cái chuyện đó thôi, các bạn biết không? Wow! Đầu tiên là cho tôi, các bạn ạ. Sau đó từ đó, Đức Chúa Trời Ngài mới phát triển một tập cho hội thánh. Sau đó là cho dân tộc, quốc gia. Lộng hơn như vậy. Và tôi hỏi, thưa Chúa, tại tôi học thần học mà, tất cả mọi thứ phải được khẳng định bằng Kinh Thánh. Mặc dù là thần của Chúa, tôi nói chuyện với Đức Chúa Trời mà nói chuyện thánh linh của Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ cho tôi biết. Thế nhưng phải khẳng định Kinh Thánh. Con số này phải được khẳng định Kinh Thánh. Cái mô hình này phải khẳng định Kinh Thánh. Chúa tỏ con biết. Và tôi đọc cho bạn đoạn Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 5 mà tôi vừa đọc cho các bạn đấy. Có nói về 19 đấy, câu 19 có nói là: vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, con Đức Chúa Con chẳng tự mình làm được gì đâu, mà chỉ làm điều gì mà Đức Chúa Con nhìn thấy Đức Chúa Cha làm thôi. Vì mọi điều mà Đức Chúa Cha làm thì Đức Chúa Con cũng làm đi như vậy. Tức là cái bí mật nằm trong đấy, tức là tôi chỉ nhìn thấy điều gì Chúa làm thôi. Và các bạn biết thấy không? Bạn nhìn thấy đi, đây này. Và cái chuyện nữa là ở trên đó nữa, đó là cái đoạn Kinh Thánh ở câu số 1 trở đi các bạn ạ. Đó, câu số 2 trở đi. Đoạn 5 đó. Có nói này, số là ở tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao tên Hebrew gọi là Bethesda. Bethesda thì tiếng Do Thái dịch ra có nghĩa là nhà sự thương xót các bạn, nhà thương xót. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa, những kẻ đau ốm mù quáng tàn tật bại xuội nằm đợi đó rất đông, chờ khi nước động, vì một vị thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: người có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng: lạy Chúa, chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đứng dậy, vác giường người và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình mà đi. Cái chuyện có nghĩa gì ở đây? Đó, cái mô hình ấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ở cửa chiên thành Jerusalem có một cái ao, các bạn hình dung thấy chưa, có cái ao. Cái ao đó tên là Bethesda, là nhà sự thương xót của Thiên Chúa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa, các bạn hình dung được chưa, 5 cái vòm cửa đấy. Bị hình dung như này chưa, đấy, cái ao ở giữa đấy nhá, 5 vòm cửa này, 1 cửa này, 2 cửa, 3 cửa, 4 cửa, 5 cửa, đấy, các bạn nhìn thấy chưa, 5 cái vòm cửa. Đấy, và cái ao đấy, khi mà thiên sứ mà giáng xuống ao đấy, nước động đấy, thì những người ấy chạy qua các vòng cửa này mà lao xuống ao đấy thì được chữa lành, bất kể bệnh gì cũng được chữa. Và tôi nhìn thấy tôi, wow, đây cái mô hình mà Đức Chúa Trời đã đưa cho tôi đây, ngôi sao vàng 5 cánh, sao vàng 5 cánh mà nổi lên đây, nó đây, nó chính là đây. Và số 5 đấy thì học thần học đấy, nó tượng trưng số ân điển các bạn ạ, sự dễ dàng để đoạt được. Thì các bạn biết không, thì năm cái số 5 tuyệt vời này, cái số 5 này, 5 cái này, thì ở cái ngôi sao năm cánh ấy, thì Đức Chúa Trời ấy, này, cho tôi về cái mục đích đấy, mà một trong năm mục đích đó là
phục hồi lại cái hệ thống giá trị nước trời tại đất nước Việt Nam và làm Việt Nam trở nên một cường quốc trong khu vực, các bạn ạ. Một trong năm mục đích đó, nó là trong chỗ đó. Và để đạt được mục đích đấy, nó cũng có các chiến lược và chiến thuật, các ảnh hưởng và các tài nguyên để mà sử dụng để đạt được mục đích đó ra sao, như thế nào, các bạn ạ. Và cả cái chuyện nước động đấy là như thế nào, với từng cái chi tiết một nước trời người đặt để kể, nghe giải thích cho rất tỉ mỉ các bạn, tôi ghi chép lại thôi. Tôi cầu nguyện, wow, thật là tuyệt vời. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Và tại sao mà hội thánh Tân Mục Sư ấy mang tên hội thánh sự thương xót Thiên Chúa? Tại vì nó trên dựa trên cái nền tảng của cái sự dạy dỗ Chúa tỏ cho tôi là cái ao Bethesda, có nghĩa là nhà sự thương xót. Mà sự thương xót, sự nhân từ Chúa còn đến đời đời. Wow, chính thế. Mà bạn ơi, tôi học được Chúa sự thương xót này. Sự thương xót là đỉnh cao tình yêu thương. Khi mà cái đối tượng được yêu đấy hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu đó. Tôi nhận được cái bài học này. Tôi là ai mà Chúa thương tôi, yêu tôi như vậy? Đó là sự thương xót thật lớn của Chúa. Và Đức Chúa Trời ngài rất thương dân tộc Việt Nam chúng ta. Đức Chúa Trời ngài rất yêu dân tộc Việt Nam chúng ta. Yêu từng bạn một, bạn ạ. Tất cả nỗi đau của bạn, tất cả giọt nước mắt của bạn, tất cả lời ca tán của bạn, ngài biết hết. Ngài cũng đau các bạn. Ngài cũng đau lòng với bạn. Nhưng ngài muốn cùng bạn vượt qua thử thách đó với điều kiện nhỏ thôi, là bạn đi cùng với ngài và vượt qua thử thách đó, đơn giản thôi. Vì ý tưởng của ngài cuối cùng với chúng ta là ý tưởng bình an chứ không phải tai họa, để chúng ta được sự chống cận lúc cuối cùng của đời mình, các bạn nhớ nhé. Và khi tôi nhận được cái sứ mạng này và nhiều cái chuyện xảy ra các bạn ạ, và về nói về Việt Nam thì tôi chỉ nói qua các bạn thôi. Việt Nam, các bạn nhìn thấy cái hình ảnh, cái hình tượng Việt Nam không, hình chữ SC đấy. Mỗi dân tộc đều có sứ mạng tiền định của mình. Tôi chỉ nói đơn giản nôm na thế này cho bạn hiểu. Ví dụ dân tộc Do Thái, dân tộc Israel chẳng hạn này, họ đã tìm sứ mạng tiền định của họ. Vì thế tại sao họ hùng mạnh thế này? Vì thế tại sao mà gần 19 thế kỷ họ biêu lạc khắp thế giới, họ vẫn giữ được các gọi là đặc tính của họ, những bản sắc của họ vẫn giữ được. Còn các dân tộc khác đấy, đúng không ạ? Một thế kỷ thôi, bị đồng hóa luôn mà mất luôn các bạn ạ. Thế nhưng đây vẫn giữ được, tại sao như vậy? Dân tộc này đã tổ cha đẻ của dân tộc này, Abraham này các bạn ạ, đã nhận được cái bản thiết kế của Đức Trời dành cho dân tộc đó qua dân tộc Israel ấy, mà đấng Messia là đấng cứu thế vào đời qua Israel ấy, mà cuốn kinh thánh được viết ra cái ngôn ngữ mà loài người có thể hiểu nổi, được chuyển giao cho nhân loại qua Israel các bạn ạ, mà có bài học tuyệt vời về nước Đức Chúa Trời ra sao. Bởi vì Israel đều hầu như đứng đỉnh cao trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tâm linh, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, các khoa học đều được có hết các bạn ạ. Và qua Israel cũng là cái đồng hồ để nhắc nhở cho con người, cho nhân loại về cái kỳ tận thế. Vì bao nhiêu hơn 90% cái lời tiên tri cho Kinh Thánh đã thể hiện thương tôi. Và Hoa Kỳ đấy, ông các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã tìm ra cái sứ mạng cho dân tộc Hoa Kỳ các bạn ạ. Các bạn ạ. Và dân tộc Hoa Kỳ tại sao đến giờ họ là cường quốc? Tại sao họ trở thành, mà các bạn cứ nói cái nghe nói bị xem đầm quốc tế đấy, cảnh sát quốc tế đấy các bạn ạ. Là cái người mà bảo vệ hòa bình thế giới đấy, chứ không phải là Việt Nam với Cuba bảo vệ hòa bình thế giới đâu. Lúc mà Cuba ngủ thì Việt Nam thức đâu, và ngược lại đâu, không phải cái trò hề đâu các bạn ạ. Mà cái thực tế cơ, chứ không phải là nghe cộng sản lừa dối hay nói dối quá nhiều rồi, chúng ta biết thừa chuyện đó thôi. Nhưng mà cái Hoa Kỳ nó thực sự như vậy. Ai là chửi bới Hoa Kỳ đấy, chuyện của các bạn thôi. Vì chúng ta trân trọng tất cả các ý kiến khác nhau, các gọi là chính kiến khác nhau, chúng ta trân trọng với nhau các bạn ạ. Bởi đấy điều đã làm nên những cái cá nhân của con người. Và các bạn có cái ý kiến nào đó mà phản bác hoàn toàn thôi, chuyện các bạn, tôi trân trọng cái quyết định của bạn thôi, và cả tư duy các bạn thôi, trân trọng. Và các bạn cần phải trả lời của đấng tạo hóa về cái quyết định của bạn. Và các bạn để ý Việt Nam này, Việt Nam hình bản đồ hình chữ SC, bạn để ý thấy chưa? SC. Và bao năm nay dân tộc Việt Nam chúng ta bị ngộ nhận là dòng giống của dòng rắn Satan trong Kinh Thánh. Con rắn tượng trưng Satan mà, chữ SC tượng trưng Satan. Nhưng Đức Chúa Trời đã thăm viếng Việt Nam chúng ta để cái từ Satan SC đấy
trở thành Sion vinh hiển Đức Chúa Trời. Sion là hội thánh Đức Chúa Trời. Sion là cái cửa Sion Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngài nói rằng trong Thi Thiên ngài nói rằng Đức Chúa Trời ngài ưa cửa Sion hơn là nơi ở của Gia-cốp, hơn cả những sự mà phước hạnh đuổi quỷ chữa lành đấy, hơn quá nhiều các bạn ạ. Nơi cái cửa Sion, tức là cái quyền phép quyền thế của Đức Chúa Trời khi nói về cửa hơn, và Đức Chúa Trời sẽ biến Việt Nam chúng ta từ Sa-tan trở thành Sion. Và Việt Nam chúng ta, cái bản đồ các bạn nhìn thấy không, hình con rắn đấy, thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng Việt Nam chúng ta trở thành cái mẫu hình, mẫu mình, mẫu mực chuẩn trên thế giới, để cho các nước mà bị ma quỷ, bị các thế độ áp bức bóc lột khác đấy, khi bị bóc lột thì nhìn lên cái bản đồ đấy, nhìn thấy hình con rắn đồng, thì ai bị con rắn thật, đã bị cái thế lực phản động đấy bóc lột đấy, thì sẽ được giải cứu, họ sẽ nhận bài học, họ sẽ nhận chữa lành, họ sẽ nhận được giải phóng qua việc họ học tập những tấm gương của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta, các bạn ạ. Đó. Nhưng chúng ta ngày nay chúng ta rất cần những người cha của dân tộc, các bạn ạ. Dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua những thời kỳ mà cha ông đã thực thi những chính sách khác nhau để cố gắng xây dựng tầm quốc gia. Nhưng các bạn biết không, điều đó nó không thành được, bởi vì họ không có liên kết mật thiết với nước tạo hóa của mình. Vì thế mà những cái nỗ lực của họ đấy trở nên công cốc và trở thành như là những cái sự mà thử nghiệm, các bạn trải nghiệm, thử nghiệm và sau đó bỏ. Trong đó Đức Chúa Trời ngài có bản thiết kế cụ thể, có 102 cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Chỉ cần cha của dân tộc, những người lập quốc ấy, cần phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để tìm thấy bản thiết kế thiền định của dân tộc đó và áp dụng cái điều đó vào trong đời sống của dân tộc mình, thì sẽ trở thành người lập quốc thôi, các bạn ạ. Tôi mong muốn rằng các bạn, ai đó cho các bạn, và tôi mong muốn như vậy cho chính tôi, sẽ trở thành một trong những người lập quốc Việt Nam chúng ta, để Việt Nam chúng ta trở thành những dân tộc thực sự hùng mạnh trên thế giới này một cách thực sự, các bạn ạ. Bao nhiêu ước mong của con người mà người đang nói đấy, mà các bạn cứ tưởng là bị nổ, là chém gió các thứ ấy, nó đều có cơ sở cả, các bạn ạ. Không phải tự dưng thế đâu. Mặc dù các bạn, tại vì các bạn nhìn thấy vào việc Cộng sản nói dối quen rồi, nói dối quá nhiều rồi, nên các bạn chán nản chuyện đó, các bạn trở nên cười chế nhạo những cái phát ngôn bừa bãi tùy tiện đó của các vị quan chức Việt Nam. Nhưng các bạn biết không, Đức Chúa Trời ngài cũng không phải vô hình vô tình, ngài đặt để cái vị trí lãnh đạo đất nước quốc gia ở cái thời điểm hiện tại trên các quan chức Việt Nam thôi đâu, các bạn ạ. Vì các quyền phép đều đến từ Đức Chúa Trời, các bạn ạ. Tất nhiên Đức Chúa Trời ngài có quyền lật đổ, có quyền lật đổ chế độ đấy, và chắc chắn ngài lật đổ nó trong ngày sắp tới thôi. Vì cái chế độ đó đã đi ngược lại với ý muốn Đức Chúa Trời, các bạn ạ, đã dối trá lại với ngài, đã chối bỏ lại ngài, mặc dù ngài đã trao, nhưng nó đã dối trá với Đức Chúa Trời. Nó nói là dân chủ, nó hứa là làm cho dân giàu nước mạnh, nó hứa là chính quyền của dân, do dân, vì dân, nhưng nó không làm như vậy. Và Đức Chúa Trời ngài quyết định là lấy lại từ phía nó để bàn giao cho những người khác có tấm lòng tốt hơn, như cái chuyện mà tôi đã nói các bạn về cái người trồng nho. Khi mà làm cái vườn nho đó, làm hầm ép rượu rồi làm cái tháp đấy, và cho bọn trồng nho để thuê, và đến kỳ ấy, và đến là lấy lợi đấy. Thì cái vẻ cần trồng nho đấy, đánh giết các đầy tớ của người chủ đó mà sai đến để lấy hoa lợi, lấy tiền đấy, lấy tiền thuê đấy. Và kết cục sao? Cuối cùng là Đức Chúa Trời sẽ giết cái kẻ mà thuê đó để trao lại cái vườn nho đó cho người khác, các bạn ạ, là những người mà mang lại bông trái tốt hơn. Cũng vậy thôi, chế độ Cộng sản ấy đã ra nát bao năm nay, nó đã đánh giết cướp của Chúa Trời khi mà ngài đòi hỏi từ nhà cầm quyền những cái bông trái cụ thể, nhưng nó không có, thậm chí nó đánh, nó giết, và kết cục xong như các bài giảng chúng ta đã nói trước rồi. Sứ mạng tiền định dân tộc Việt Nam chúng ta, các bạn để ý đến nhé, trong sứ mạng tiền định này nó chắc chắn liên quan đến cái việc mà xây dựng nhân cách con người, các bạn ạ. Các bạn mà nghiên cứu và liên quan đến giáo dục của Israel, giáo dục của Hoa Kỳ, các bạn để ý đấy, họ rất đầu tư quan trọng rất nhiều vào trong ngành giáo dục, các bạn ạ. Về giáo dục nó là sự dạy dỗ mà, nó có trong tất cả các thứ. Các bạn sinh ra đời, các bạn kiểu gì các bạn phải được giáo dục,
các bạn trước khi trở thành tổng thống, trước khi các bạn làm việc về chính trị, làm về thành khoa học, làm về kinh tế, làm thương mại, làm truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, thì các bạn vẫn cứ phải được học trước đã các bạn ạ. Nên giáo dục nó ngay từ hồi sinh ra đã được, thậm chí bạn chưa sinh ra thì giáo dục đã áp dụng trên bạn rồi, trên bố mẹ, cha mẹ của bạn rồi các bạn ạ. Để sinh ra như thế nào, lúc mà mang thai phải làm thế nào rồi, giáo dục đã có hết rồi. Vì thế giáo dục rất quan trọng, giáo dục sẽ đặt cái nền tảng chính để xây dựng ra một cá tính, một cái nhân cách mạnh cho con người các bạn ạ. Và tôi tạ ơn Chúa, tạ ơn Đấng Tạo Hóa, tạ ơn bề trên đã có chìa khóa để mà chia sẻ lại, chuyển giao cho bạn những cái chìa khóa để có những instruction, có những cái gọi là bản instruction tiếng Việt là gì các bạn, là những cái bản chỉ dẫn, hướng dẫn để có một cuộc sống vĩ đại các bạn ạ. Bất kể một người nào đó cũng cuộc sống vĩ đại. Ngày xưa khi tôi nhận được lời của Đức Chúa Trời nói với tôi, Chúa nói rằng là ta yêu con, ta có chương trình lớn trong đời sống của con đó. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng tôi là có chương trình lớn, thôi còn mọi người chương trình nhỏ. Tôi nghĩ thế, nhưng không, tất cả mọi người đều có chương trình lớn cả các bạn ạ. Tất cả mọi người, dù có bây giờ họ đang tưởng như họ lao công, dù bây giờ bạn tưởng họ đang kẻ quét rác, kẻ là ô xin đấy, hay là thậm chí trong tù đấy, nhưng tất cả mọi người đều có một chương trình vĩ đại của Chúa Trời mà chỉ có người đấy có thể làm nổi thôi các bạn ạ. Đó là cửa hẹp mà người đó, chỉ có người đó mới qua nổi thôi. Vì vậy cái năm mới 2020 này, bây giờ hết giờ rồi tôi sẽ dừng ở đây. Vì thế năm mới 2020 này là năm mới mà mang đến sự rõ ràng các bạn ạ, 2020 đấy, mà sự rõ ràng cao độ để chuyển đời sống các bạn, để bạn có thể nhìn sâu, nhìn rộng, nhìn xa, nhìn dài, đủ các thứ để phân biệt từng chi tiết một trong đời sống của các bạn, trong dân tộc chúng ta. Và các bạn hãy đặt câu hỏi đi, tôi là ai? Tôi thách thức các bạn, bạn đặt câu hỏi tôi là ai? Các bạn biết không, vị tổng thống Ukraine, mà nơi mà chúng tôi cũng là kết quả cầu nguyện và giáo dục của chúng tôi bao năm nay trên đất nước dân tộc Ukraine đấy, thì vị tổng thống này trong cái bài phát biểu chúc Tết năm mới 2020, vị tổng thống này đã ra câu hỏi, ra cái đề nghị này để cho mỗi người Ukraine hãy ra câu hỏi cho chính mình, tôi là ai? Tôi là ai? Các bạn hiểu không? Tôi là ai là cái đề tài cực kỳ chủ đạo. Bởi vì bạn không biết bạn là ai thì có thể là bạn sẽ chỉ là nô lệ thôi. Bạn sẽ chỉ là con rối trong tay của những thế lực khác, mà thậm chí thế lực đó cũng chẳng biết mình là ai cả. Và cũng một cái thế lực ma quỷ ấy, nó kiểm soát hết. Như tôi đã nói các bạn ấy, nó chỉ là con tốt cho bàn cờ thôi. Mà bạn phải để ý này, trong thống kê đấy, hơn 99% nhân loại không biết được mình là ai. Mặc dù họ vẫn là mục sư, linh mục, thậm chí có người là giáo hoàng, thậm chí ai đó là tổng thống, thủ tướng, họ vẫn không biết được sứ mạng tiền định của mình, họ là chỉ có thể biết được sứ mạng tiền định của mình khi có mối tương giao với Chúa Trời và trả giá để nhận được bản thiết kế đó các bạn ạ. Và tôi đã chia sẻ các bạn một cách rất nhỏ thôi về cái cách thức và làm thế nào, trong hoàn cảnh nào tôi đã nhận được cái bản thiết kế tiền định của Chúa dành cho mình. Tất nhiên còn rất nhiều điều sâu rộng, sâu trong đó mà tôi không thể chia sẻ riêng cho các bạn, vì đó cá nhân, đó chuyện riêng của tôi với Đức Chúa Trời. Và các bạn cũng vậy, các bạn cũng hãy tìm kiếm trong năm mới này Đấng Tạo Hóa của mình đi. Các bạn cũng hãy ra câu hỏi, tôi là ai? Quả thực tôi là ai? Tôi là ai? Tôi vào đời làm gì? Tôi vào đời này có mục đích gì? Sao tôi về đâu? Một cách chắc chắn, một cách cụ thể, một cách rõ ràng, không chung chung. Vì ngày xưa khi tôi đến hội thánh cũng đặt câu hỏi đấy, thế nhưng mà câu trả lời rất là chung chung, rất là trừu tượng, không có cụ thể. Nó rất chung chung. Nhưng mà bạn ơi, Đức Chúa Trời, Đức Tạo Hóa chúng ta, Đức Chúa Trời cực kỳ cụ thể, từng chi tiết nhỏ nhặt một các bạn ạ. Và tôi chúc phước các bạn trong năm nay để những cái chi tiết nhỏ nhặt đó được đạt đến các bạn, để các bạn biết được sứ mệnh tiền định của chính bản thân mình. Tôi là ai? Tôi vào đời làm gì? Và các bạn sẽ hạnh phúc. Và tất cả chúng ta cùng nhau để xây dựng một quốc gia văn minh, một quốc gia hạnh phúc, tẩy uế đi tất cả mọi tàn dư của ma quỷ, tàn dư cộng sản trên đất nước Việt Nam yêu thương chúng ta. Tôi chúc phúc các bạn nhân danh Chúa các thần, và nguyện ngay giờ này thần của Chúa bao phủ trên bạn, nguyện Chúa Trời bởi tình yêu thương đời đời của Ngài ô giáng phước trên bạn luôn các bạn ạ. Nguyện mắt của Ngài, lòng của Ngài luôn hướng về các bạn, là tai của Ngài luôn nghe tất cả lời cầu nguyện này xin các bạn, mắt Ngài dõi, lòng Ngài dõi theo lòng của bạn, ô đến tất cả bước chân bước cao lại nghe thức từng đáy sâu của lòng bạn và trả lời cho bạn. Và nguyện nhịp tim của Ngài hòa quyện nhịp tim của bạn, hơi thở của Ngài hòa quyện hơi thở của bạn, để bạn hòa quyện trời với đất trên đời sống của bạn, để mọi phước hạnh,
mà Chúa sắm sẵn cho bạn từ vô sáng thế đến trên, không ngừng nghỉ trên bạn, trên gia đình của bạn, trên người thân của bạn, sự vui mừng, sự bình an, sự nhân từ, tình yêu thương, sức mạnh, ôm ấp, phước hạnh mọi bề đến trên đời sống của bạn không ngừng nghỉ. Nhân danh Chúa Thần Jesus Christ, amen. Cảm ơn các bạn và xin các bạn hãy chia sẻ dùm tôi clip này. Chào các bạn nhé.